Vâng, chào các bác nhé. Thì hôm nay được một ngày nghỉ thì em tiến hành em phun thuốc sâu phòng bọ xít, xích đốt, bọ xít muỗi các bác. Thứ hai nữa là em phòng em phun bo canxi, canxi bo đấy, cho cây bơ bút các bác nhé. Thì cái nụ cái bông bơ nó đang ra tầm này các bác này. Đây em đang xịt bằng cái súng phun các bác nhé, súng phun. Đấy các bác thấy không, mạnh không? Đấy, xịt cái này thì nó an toàn các bác, nó an toàn cho người là mình đứng từ xa mình có thể mình xịt được. Đấy, mặc dù nó hơi tốn thuốc một tí nhưng mà nó an toàn hơn các bác nhé. Đây thì cái bông bơ các bác này. Đấy thì em đang xịt bỏ xịt muỗi, xịt đốt, xịt hút cậu mấy thằng canxi bo. Đấy, canxi bo mới cả thằng vi lượng các bác. Đấy, thì bông bơ đây em gần quay gần tí cho các bác xem này. Đấy, thì một tay em vừa xịt, một tay em vừa quay, hình ảnh nó có không được sắc nét lắm, các bác thông cảm nhé. Đấy, các bác thấy sao? Đấy, các bác thấy đã không? Đấy, giống như một cái bếp tưới luôn. Đấy, tại nó gió quá các bác, gió quá nên là mình đứng từ xa mình xịt cho nó đảm bảo sức khỏe. Gần nơi thì nó thuốc sâu nó ảnh hưởng lắm các bác. Đấy, em đứng đây mà em xịt tận ra kia luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thì vừa đi làm, hôm nay được một ngày nghỉ mà. Cái bếp này của em nó bị kẹt rồi các bác. Nó bị kẹt. Đấy, nó bị kẹt cái ngắt đây, nên là nó không ngắt được các bác. Nên là em cứ phải vừa xịt. Vừa xịt thật nhanh mà vừa rồi em đã phun xong rồi các bác. Đấy, cũng xin lỗi các bác nhé, vừa rồi thì cái máy của em nó bị kẹt á. Nên là em vừa phun mà vừa quay điện thoại thì sẽ không trao đổi được cùng các bác. Thứ hai nữa là nó rất là lãng phí thuốc trừ sâu cũng như là phân bón. Thì trao đổi các bác đây. Cái lụ cái bông bơ nó như thế này các bác này. Đấy. Đây như thế này đây. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy nhá, cái cây của nó thì không xuống lá lắm các bác nhá. Đấy, nhưng một số cành mà nó mang tính chất là như kiểu là cái cành chồi vượt ấy thì nó mới lá nó mới rụng thôi, còn lại thì những cái cành bông bên dưới này, đấy khá là đẹp các bác. Đấy. Thì với cái bông bơ như thế này. Với cái bông bông bơ ra như thế này các bác này. Đấy. Thì tầm này là em tiến hành em phun thuốc sâu, cái dòng thuốc sâu là không nóng bông các bác nhá. Đấy. Cái chai thì em để ở nhà mất rồi. Ta phun cái dòng thuốc sâu các bác, nếu mà các bác ra tiệm các bác hỏi ấy, thì một ấy là ta sẽ phun cái dòng thuốc muỗi. Đấy. Với cái bông như thế này thì bây giờ ta chỉ sợ nhất là cái con bọ xít muỗi thôi các bác. Đấy. Sợ con bọ xít muỗi là nó chích vào cái bông này này. Đấy. Em sẽ để ý xem là có một cái bông nào không bị cái con bọ xít muỗi nó chích ấy. Này em sẽ quay cho các bác xem. Đấy. Thì sợ nhất là cái con bọ xít muỗi nó chích vào cái bông này này. Nó làm cho cái bông của chúng ta nó sẽ đen lại. Đấy. Sẽ đen lại nên là sẽ nó chích vào đây này. Đấy. Là sẽ làm cho cái bông của chúng ta sẽ đen lại. Như thế là cái bông này nó nở rất là yếu. Và sẽ, sau này tỷ lệ đậu trái rất là kém. Nên là lúc này thì chúng ta phòng cái con bọ xít muỗi này. Đấy, bọ xít muỗi. Thì chúng ta phun cái dòng thuốc sâu không nóng bông ấy. Để nó tránh cái vấn đề nó ảnh hưởng đến cái bông này nhé. Tại vì cái bông mới ra nó rất là nhạy cảm các bác. Rất nhạy cảm nhé. Thứ hai nữa là em trộn thêm cái thằng canxi bo. Canxi bo ở đây để tăng tỷ lệ kích thích cái bông này nó ra đều này. Thứ hai nó có sức để nó nở bông. Thứ hai là tỷ lệ đậu trái nó sẽ cao. Vậy em cộng thêm cái thằng vi lượng, chung vi lượng. Để tránh vấn đề sau này cái trái của nó rụng sinh lý các bác. Đấy. Thì tất nhiên sau này khi mà nó đậu rồi chúng ta vẫn phải phun. Nhưng mà em phun trước cho nó. Đấy, để cho cái cây nó hấp thụ vào bên trong ấy. Để nó đầy đủ cái dinh dưỡng, dưỡng chất. Nó làm cho cái bông này sẽ nở một cách đều đặn hơn. Đấy, nở đều đặn hơn. Đấy. Thì đây là cái cây bơ của em. Cây bơ năm nay ra bói các bác nhé. Cây bơ năm nay ra bói này. Đấy. Đấy, thì em tiến hành em xịt như vậy. Em sẽ cố gắng em quay em xem có một cái bông nào đó bị cái con bọ xít muỗi nó chích. Đây, cái này là chuẩn bị đã chuẩn bị đã sổ nhụy các bác. Đây là nác đác rồi các bác. Một số cành nó ra sớm thôi. Chứ đa phần cái cây bơ thì nó đều ở cái chỗ cương cực đại này. Đấy. Đấy, nó đang chuẩn bị đùn ra này.
Đấy, cái tầm này là chúng ta phải tranh thủ là chúng ta phun đi các bác nhé. Tầm này chúng ta tranh thủ chúng ta phun thuốc sâu đi, thuốc sâu canxi bo đi. Đấy, thêm được. Đấy, em sẽ quay cây khác cho bác xem. Năm nay thì bơ của em ra bông khá là đều các bác, khá là đều. Đấy, đến giờ phút này thì em đã xử lý được 4 lần để cho làm cho cái vườn bơ này nó ra một cách tương đối đều. Đấy, cây này các bác ạ, đấy, tương đối là nó đều, cành nào cũng thế các bác. Đấy. Đấy. Thì em phun khá là đều theo cái lịch, và nên là theo em quan sát em tìm thì lấy giờ nhưng mà chưa thấy một cái bông bơ nào bị con bọ xít mũi nó chích cả. Đấy, chưa thấy con nào bị bọ xít mũi chích cả. Đấy. Thì lần này là em phun xử lý lần này là lần cuối cùng các bác nhé, lần cuối cùng. Còn từ bây giờ đi thì em chỉ cân đối cái nguồn nước thôi, làm sao cho nước nó đều đặn. Đấy, làm sao cho nước đều đặn. Đấy, quá rồi. Bơ của em ra bông rất là đều nhé. Cái cây này như thế này thì em tưới tầm khoảng 100 lít. Đấy, 100 lít, 4-5 ngày em tưới cho nó một lần, giữ ẩm đều các bác nhé, giữ ẩm đều. Đấy, đến khi mà nó ra cái bông mà nó nở bông ấy, chuẩn bị nó sổ nhụy ấy, người ta gọi là chuẩn bị sổ nhụy ấy. Đây, bông như này này, đây, đấy, bông như này này, đấy, chuẩn bị sổ nhụy thì chúng ta tưới hạn chế lại các bác nhé, vẫn tưới nhưng mà tưới hạn chế thôi. Đây các bác này, em quay cho các bác xem này, đây này, bị bọ xít mũi chích vào cái đọt non này các bác này, các bác thấy không, nó tím không? Đấy, nó xì cái mủ ra đây này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đã bị bọ xít mũi chích ở đây này. Em cấu luôn cái này cho các bác xem. Cả cái bông bơ với cả cái đấy, em cấu luôn cái này đi. Cả cái đọt và cái bông bơ bị bọ xít mũi chích đây. Đây, các bạn thấy không? Đấy. Nên nếu mà giai đoạn này các bác mà không phun ấy, đúng ra phải phun trước các bác nhé. Phun từ tầm này này. Đây là từ tầm này này. Đấy, từ tầm này. Chứ nếu như thế này là đã bị muộn này. Đấy, nếu to này đã bị muộn rồi. Nên là nếu mà phun các bác cố gắng phun này. Tuy nhiên cái cây bơ này của em là nó chỉ có một số cành thôi. Đấy, quay này, một số cành là nó lên ra nó sớm. Nó ra sớm thì nó to như vậy, còn lại đa phần nó đều nhỏ thôi. Đây này, đều như thế này này. Đấy, như thế này này. Như này, đấy thì chúng ta phun là vừa đẹp các bác nhá, phun thuốc sâu này, canxi bo này là đều vừa đẹp. Đấy, rất đẹp. Như thế này là nếu như để như này chúng ta mới phun là bị chậm các bác nhé. Một số cái đã sổ nhụy ra đây. Đấy. Thì đây này. Các bác thấy không? Đấy, bỏ xít mũi nó chích đây. Đen cái này lại, cái này nó sẽ nó đen mà nó khô lại các bác, nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái đọt nó non này này. Đấy, toàn bộ cái đọt non này này. Thứ hai nữa là cái bông này này, cái bông nó bị dị tật này. Đấy. Các bác thấy không? Cái bông nó bị dị tật luôn nhá, nó cong lại nhá. Thì vậy là nếu mà cái bông này mà đậu trái thì nó bị ảnh hưởng rất lớn ở cái cuống này này. Đấy, nó sẽ nuôi cái trái rất là kém. Nên là nếu mà có một cái hay đặc thù được cái con bọ xít nó đã chích rồi là nó chích rất nhiều các bác. Hôm sau nó lại đến vị trí đó nó chích. Hoặc là nó đẻ trứng xong rồi cái con bọ xít bọ con bọ xít non ấy. Nó ở luôn cái nhánh hoa này này. Thế nó ở đâu đây, ở trong này này. Đấy. Là nó ăn xong nó ngủ đây xong rồi nó chích luôn ở đây này. Làm cho cái này của chúng ta là sẽ coi như là hỏng. Đấy, nên là hôm nay em phải tranh thủ em phun bằng được. Mặc dù thời tiết báo là có thể là sẽ có thời tiết không tốt. Nhưng mà phải phun bằng được các bác. Đấy, các bác chú ý nhá. Đấy, các bác chú ý. Đây này, vừa ra xong đã bị chén luôn này. Đấy. Nên là nếu mà chúng ta chịu khó chúng ta phun được từ khi nó nhỏ nhỏ. Đấy, nếu các bác phun được ấy, có thời gian các bác làm ấy thì các bác phun từ khi nó còn nhỏ này này. Đấy. Xong rồi thì đến khi mà cái nụ nó cực đại lên thế này, các bác phun thêm một lần nữa này. Được rồi. Đây. Khi mà cái nụ nó như thế này này. Đấy, các bác phun thêm một lần nữa. Đấy, thì đảm bảo rằng là chả con gì mà có thể chích được vào cái nụ được của chúng ta, vào cái bông bơ cả. Đấy, như thế này nữa thì chúng ta phun thêm một lần nữa. Mỗi lần phun các bác nhớ cho em là cái bông bơ nó mới ra nó rất là nhạy cảm nhé. Đặc biệt phun xong mà gặp gì nắng ấy, rất là nhạy cảm. Nên là chúng ta cố gắng chúng ta dùng cái dòng thuốc sâu rồi nó mát thôi. Đấy, em dặn đi dặn này các bác dùng các loại thuốc sâu để nó mát, mát bông ấy. Đấy, thì nó không bị ảnh hưởng nhiều cho cái cây bơ. Còn nếu mà chúng ta không
không dùng cái dòng mát bông thì nó sẽ nóng cái bông sẽ là ảnh hưởng. Đấy, đây tầm này là xịt vừa này. Đấy. Vườn này thì em chăm khá là kỹ các bạn, khá là kỹ nhé. Đấy, nên vừa nãy có vừa tính là vừa phun, vừa trò chuyện tâm sự với các bác. Tuy nhiên thì cái bình phun ấy nó bị kẹt cái bếp nên là không ngắt được nước. Nên là cứ phải vừa phun vừa chạy các bác. Đấy, phun rất nhanh. Đấy. Thì phun bằng cái bếp thì chúng ta mới có thể xịt lên trên cao kia được các bác. Đấy, xịt với áp lực nước lớn thì chúng ta mới xịt lên được, chứ còn nếu mà bình tay mà gió thế này, gặp gió thế này thì khó, rất khó để chúng ta có thể phun được đều được cái cây bơ này. Đấy. Thì còn một cái nữa là sau khi nó ra xong ấy, sau này em sẽ có một cái video nữa để mà thời điểm mà chúng ta sẽ phun bo canxi, canxi bo với vi nữa, và cái thời điểm chúng ta sẽ phun cái thằng thuốc nấm bệnh. Đấy. Chống vấn đề là nấm cuống hoa, nấm cuống trái dẫn đến rụng. Đấy. Thì cái cây này thì em đã xịt rồi chứ, xịt thuốc nấm trước khi nó ra bông rồi các bác nhé. Xịt thuốc phòng trị nấm ấy trước khi nó ra bông xong em mới xử lý cây. Xong bây giờ là sau này em sẽ có những cái video. Đấy, tiếp tục là chia sẻ nhé. Đây là chia sẻ trao đổi các bác, là em tất cả những cái video em đăng lên đều là chia sẻ cùng với các bác cái cách nào và một số cái lưu ý. Chứ còn một số anh chị em hướng dẫn là rất kỹ rồi nhé, rất kỹ các cái quy trình như thế nào, làm như thế nào đấy. Em chỉ lưu ý các bác một số vấn đề thôi. Đấy. Nên là chúng ta cũng không có cái gì phải lo lắng cả. Còn về cái dòng bơ này, bơ bút này thì trao đổi các bác là nó thật sự là khó làm hơn các dòng bơ khác rất là nhiều. Nên là nếu mà chúng ta làm thì cũng đề nghị các bác, cũng mong các bác sẽ làm sao cho nó có cái quy trình bài bản. Đấy. Đấy, xử lý cây làm sao cho nó có quy trình bài bản. Đấy, vườn bơ này của em thì có khoảng 50 cây thôi. Em trồng sen mấy cả na này, mấy cả một số cái dòng bơ khác. Tuy nhiên thì em xử lý là nó ra khá là đều, tất cả các cây đều ra bông. Đấy, từ những cây bói và những cây từ những cây bói và những cái cây đã cho thu hoạch năm ngoái thì đều ra bông hết các bác, đều ra bông nhé. Đấy. Thì nếu mà bác nào muốn biết thêm rõ hơn về các cái cách xử lý cây mấy cả quy trình như thế nào thì các bác đăng ký cái kênh của em á, xong rồi các bác cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em ấy, xong rồi các bác xem một số video trước. Đấy. Video trước là em có từ xử lý cây xong rồi khoanh như thế nào đấy. Đấy. Khoanh như thế nào đó, tác động một phần như thế nào đó vào cây. Em thì em không khoanh giống như một số clip các anh chị em chỉ. Em chỉ tác động một phần, nếu mà gặp nghe dự báo thời tiết bất lợi là em sẽ khoanh một phần, ngắt tạm thời một ít thôi các bạn. Để hạn chế vấn đề nếu mà nước nó, hoặc là mưa dầm nó lên thì cây bơ nó sẽ phát đọt sớm. Đây, những cây bơ này của em thì trao đổi các bác nó sẽ ra bông trước. Đây sẽ ra bông trước và sau này nó sẽ phát đọt sau. Đấy, để ra bông trước đây là các bạn thấy không? Đấy, những cái nụ bông này nó ra hết này. Đấy. Nhưng mà không thấy cái nụ đọt nào cả. Nên là nếu mà như thế này thì nó sẽ đậu trái trước này. Đấy, đậu trái trước. Xong rồi nó sẽ phát đọt. Thì nó có hai loại các bác nhé. Bơ thì nó có hai dòng. Một cái dòng có thể là phát đọt trước và ra bông sau. Đây em quay ví dụ cái cây này đây. Đây ví dụ cây này đây. Đấy, nó ra đọt trước này. Đấy, nó ra đọt trước các bác này. Đấy, nó ra bông nhé. Đây là dòng bơ khác các bạn, không phải bơ bút đâu. Đấy. Đây, nó ra đọt đây. Ra đọt đồng thời luôn xong rồi nó ra bông. Đây. Đấy, cái đọt đi cùng cái bông luôn này. Cái này mình sẽ khó xử lý các bạn. Này khó xử lý. Chứ còn nếu mà chúng ta làm cái bơ ấy mà nó ra cái bông trước này. Đấy. Ra bông trước. Toàn bộ thấy bông hết nhưng mà không thấy đọt đâu. Thì nó sẽ dễ đậu trái hơn các bạn. Nó dễ đậu trái hơn. Đấy, nó dễ. Đây này. Đây này con bọ xít muỗi đây. Nó chích cái cuống hoa này các bạn thấy không? Đấy, hai cái cuống này là coi như đi rồi đấy. Coi như là phăng teo rồi đấy. Còn cái tầm này đấy, tầm này đúng là chúng ta phải phun rồi đấy. Đấy. Nên em dặn các bác là chúng ta phải phun trước. Chứ nếu mà để tầm này mà bị chích như này rồi là chúng ta mới phun là muộn các bạn.
chúng ta phun này nó đã bị chích rồi. Đây, em bẻ cái cúng hoa này luôn này. Đây nó, đấy các bác thấy không? Nó chơi luôn rồi đây này, đây bên này nữa này. Đấy. Nên là nếu mà chúng ta phun thì chúng ta lên phun từ khi nó nhỏ nhỏ thế này này. Đây các bác, đấy. Nhỏ nhỏ này. Chứ đừng có để mà khi nó lớn rồi mà mới phun thì nó bị chậm mất rồi. Nó bị chậm. Nên là thôi không sao, nỡ rồi thì ta sửa quá nhỉ. Sai thì ta sửa, không vấn đề gì. Đấy. Đây. Đấy, cái cây bơ này ra bông rất là đều các bác. Đấy, ra bông. Ra bông khá là đều. Trên một cây bơ bút thì không phải là nhánh nào nó cũng giống nhau đâu các bác. Có những cái nhánh nó ra bông trước, những nhánh ra bông sau. Nó sổ nhị sau đấy. 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 Không phải là nó ra đồng loạt đâu. Có những cây thì nó cái thì nó ra trước. Tại vì có những cái mà cái tác động cái độ già trên cành ấy. Nó già hơn ấy thì nó sẽ ra bông sau, còn những cái nhánh mà nó mang tính chất nó gần như là cái chồi non mà khi chúng ta hãm ấy, nó bị tác động rất là mạnh. Nên nó sẽ hình thành cái nụ trước. Đấy. Rất là đẹp quá nhỉ. Đấy, em hy vọng năm nay sẽ khi mà nó sổ nhị nó sẽ không gặp mưa dầm, không gặp mưa. Đấy. Để trái nó sẽ đậu nhiều, khi đó thì tiếp tục mình sẽ có những cái cách để chúng ta làm sao để chúng ta giữ cái trái cho nó đậu. Đấy, thì em sẽ quay những cái video sau này để cùng chia sẻ các bác cái cách làm sao để chăm làm cho trái nó đậu. Đấy, nó bóng nó đẹp. Đấy, các bác thấy đẹp không? Đấy, nó bóng nó đẹp. Để chúng ta làm sao tôi bán được cái giá cao. Đấy. Bơ bút thì làm sao mà chúng ta càng muộn thì chúng ta càng bán được giá. Càng muộn chúng ta càng bán được giá cao. Còn nếu mà sớm thì giá nó sẽ rẻ hơn, các bác nhỉ? Đấy, sớm thì nó sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên thì nếu mà bán sớm thì chúng ta đỡ công chăm sóc. Đấy, chứ còn những bác mà nó muốn cố tình để bơ để muộn về sau mới bán thì chúng ta chăm sóc khá là nhiều công nhé. Khá là nhiều công chứ không phải đơn giản mà chúng ta bán được cái giá cao đâu. Cũng rất là nhiều công, phun xịt các thứ. Rồi phòng cái lĩnh vực nó nổ trái rồi chích hút. Rất nhiều thứ chứ không phải tự dưng mà chúng ta cứ để là được đâu. Đấy, nên cũng trao đổi các bác thế nhá. Thì hôm nay được ngày nghỉ thì em cũng tranh thủ em phun phòng bò xít muỗi cũng như là canxi bo và chung vi lượng cho cái cây bơ này để chuẩn bị nó sổ nhị để nó đậu trái. Thì là cũng làm một cái video ngắn lại để trao đổi cùng các bác nhé về cái cách làm. Đấy, còn bơ như bây giờ thế này thì chúng ta chỉ giữ ẩm đều thôi. Là ok, không vấn đề gì các bác nhé. Và nếu các bác thấy video của em có ý nghĩa, có phần nào đó có ích cho vấn đề làm cây của các bác thì các bác đăng ký, chia sẻ và đăng ký nhé, nhấn like. Hai nữa là các bác cũng đăng ký kênh đi. Đấy, đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau sẽ có những cái vấn đề để chúng ta trải nghiệm, cùng nhau bàn về cái cách làm các loại cây trồng. Đấy, đặc biệt là cái cây bơ này. Đấy, thì cũng để chúng ta cùng chia sẻ với nhau các bác nhé. Vâng, thì cũng chúc các bác sẽ có thật nhiều thành công, làm kinh tế thật là phát triển. Xin chào tạm biệt tất cả các bác.